Xin chào quý vị và các bạn, tôi tên là Khiêm, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Thì hiện tại thì tôi đang đứng trước những mẫu xe Toyota VS đời 2019 tại Toyota Tân Cảng. Hôm nay tôi làm video này để giới thiệu với quý vị chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho mẫu xe VS này tại trong tháng 3 năm 2019. Như quý vị có thể quan sát, đây là hai chiếc xe Toyota VS màu trắng. Xe này thì hiện tại đang được Toyota Việt Nam cung cấp với 3 phiên bản, đó là VS số sàn, VS E số tự động và VS G là phiên bản cao cấp nhất số tự động. Thì hiện tại ở Toyota cung cấp với 3 mức giá khác nhau. VS E số sàn giá khoảng cỡ 531 triệu, VS E số tự động khoảng 569 triệu và VS G số tự động là phiên bản cao cấp nhất với giá là 606 triệu. Nếu quý vị ra giấy tờ tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị cộng thêm 10% thuế trước bạ, cộng chi phí đăng ký là khoảng cỡ 15-16 triệu. Còn nếu quý vị ở các vùng lân cận hay là ở Đồng Nai, Bình Dương hay là Tây Ninh thì quý vị cái chi phí đăng ký mình vẫn cộng 10% thuế trước bạ, cộng chi phí đăng ký là khoảng cỡ 5-6 triệu ạ. Thì ở tỉnh mình sẽ thấp hơn 10 triệu. Vậy cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các dòng xe VS này trong tháng 3 là gì? Thì hiện tại trong tháng 3 này, Toyota Việt Nam đưa ra cái gói khuyến mãi rất là hấp dẫn dành cho cái mẫu xe VS. Thì hiện tại á, thì đối với dòng VS E và VS E số sàn và VS E số tự động, thì hiện tại nhà máy đang có hai cái gói khuyến mãi. Thì quý vị có thể là được tặng DVD hoặc là DVD và camera gia, và hoặc là quý vị có thể chọn cái gói vay theo gói tài chính của Toyota Việt Nam TFS với gói lãi suất là khuyến mãi là 2.99% một năm. Thì đó là hơi cái chương trình của khuyến mãi, và ngoài ra là có chính sách là hỗ trợ giảm giá nâng giá xe, tặng bảo hiểm và cái gói phụ kiện cao cấp. Thì tùy vào nhu cầu của quý vị thì chúng tôi sẽ chọn cho quý vị cái gói khuyến mãi nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình và cái khả năng tài chính của mình. Thì quý vị muốn biết chi tiết cái chương trình khuyến mãi đặc biệt thì quý vị có thể gọi hotline 0937 447889. Tôi tên là Khiêm, là đại diện kinh doanh tại hãng xe Toyota Tân Cảng. Còn đối với dòng Toyota VS G phiên bản cao cấp nhất thì hiện tại Toyota Việt Nam đang có chương trình là khuyến mãi là tặng cho mình là 3 năm bảo hiểm. Thì quý vị nào quan tâm tới cái mẫu xe VS E số sàn, số tự động hay là VS G thì tùy vào mẫu nhu cầu của quý vị mà chúng tôi sẽ chọn cho quý vị cái gói khuyến mãi nào phù hợp nhất. Và để biết chi tiết cái chương trình khuyến mãi từ thời điểm mà quý vị mua xe thì quý vị vui lòng gọi hotline để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị về chiếc xe đó và cái nhu cầu của quý vị là ví dụ như đi lại hàng ngày hay là chạy kinh doanh thì quý vị sẽ cần cái gói khuyến mãi nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Và tại Toyota Tân Cảng thì chúng tôi luôn cam kết là cái gói khuyến mãi tại Toyota Tân Cảng là luôn là một cái gói khuyến mãi rất là tốt. Thì quý vị có bất kỳ cái thắc mắc nào về mẫu xe này, ví dụ như là quý vị cần vay trả góp ngân hàng, thì ngân hàng này thì hỗ trợ quý vị 80% giá trị xe. Còn ví dụ như quý vị cần hỗ trợ về chứng minh tài chính hay là quý vị ở tỉnh thì chứng minh tài chính như thế nào thì quý vị cứ gọi cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan tới về phần xe cũng như là các phần về hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm thì chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng cụ thể để từ đó thì quý vị có thể đưa ra cái quyết định chính xác nhất. Còn quý vị nào mà đang sử dụng một số mẫu xe cũ của các hãng khác, ví dụ như Kia, Mazda hay là Ford hay là tất cả các hãng Hyundai, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu lại xe cũ quý vị và chúng tôi sẽ đổi xe mới cho quý vị với cái giá tương đương với thị trường và đặc biệt có thể là tốt hơn thị trường. Khi quý vị mà thực hiện chương trình là đổi xe cũ lấy xe mới thì chúng tôi cam kết cái giá đó sẽ là giá rất là đặc biệt. Và quý vị nào có bất kỳ thắc mắc nào về dòng xe này hay là những vấn đề liên quan thì quý vị có thể đặt câu hỏi bình luận ở dưới video này hoặc là gọi trực tiếp hotline thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý vị. Và quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh YouTube thì khi có những cái video mới về xe mới cũng như là xe cũ hay là về những cái chương trình khuyến mãi thì chúng tôi sẽ gửi thông báo cho quý vị và để từ đó thì quý vị có thể chọn lựa cho mình cái chiếc xe nào phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình, với cái khả năng tài chính của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.